Nhân dịp đầu xuân năm mới, Salon ô tô Hà Nội 1 xin gửi lời chào kính chúc đến tất cả quý vị cùng tất cả các bạn, anh chị em đang xem tại cái clip này. Trước tiên tôi xin giới thiệu, tên tôi là Trịnh Văn Hùng, là chủ của Salon ô tô Hà Nội 1, địa chỉ là số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin giới thiệu với các bạn một số các mẫu xe và các chủng loại xe của tải cửa hàng Salon ô tô chúng tôi. Trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là một mẫu xe. Mẫu xe này là một chiếc hãng Lexus được sản xuất năm 2018, thương hiệu Lexus RX350. Chiếc xe này được chính chủ từ đầu, xe đi có 3.8 km. Chiếc xe này được giữ gìn rất là cẩn thận và rất còn mới. Xe cam kết chúng tôi là đảm bảo xe còn nguyên vẹn, không có một lỗi lầm nào, không có đâm đụng va quẹt và cũng không có ngập nước hay là tháo máy gì. Trước tiên tôi xin ông quay giới thiệu vào đây về phần ngoại thất của xe và cũng như là phần nội thất của xe. Phần ngoại thất của xe đây là chiếc xe màu đen. Chiếc xe được thiết kế với cái phiên bản được là của Model sản xuất là nhầm với chiếc xe này là nãy tôi giới thiệu là 2018 tôi nhầm với lại phiên bản là con giờ X300. Đây là cái xe này là sản xuất 2016, cuối 2016 và được đăng ký 2017. Đây là một chiếc xe cực kỳ là mới và giữ gìn. Phần nội thất của xe thì được trang bị với ghế da bò. Chiếc xe này xe được đi rất là ít và được giữ gìn. Đây các bạn hãy quay vào trong clip này, chiếc xe rất là được giữ gìn và rất là mới. Xe đi chỉ có 3.8 km thôi. Chiếc xe rất là mới và nguyên bản. Chiếc xe này hiện nay chúng tôi đang chào bán ở tại cửa hàng của chúng tôi với cái giá là 2.980.000.000. Tôi cam kết là chiếc xe này rất còn mới và còn zin theo xe mọi về khía cạnh. Chiếc xe được trang bị full option, đó là có cam 360 độ và có hắt kính. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn, đây là một mẫu xe thứ hai. Đây là một chiếc xe thương hiệu của dòng BMW. Chiếc phiên bản này là phiên bản BMW X1, chiếc xe SUV được sản xuất cuối năm 2018. Chiếc xe được một chủ từ đầu, được giữ gìn rất là cẩn thận. Chiếc xe trên là được thiết kế với cái mẫu khác hẳn với lại cái mẫu so với lại 2017. Vì phiên bản này là phiên bản 2018, nó khác hẳn với lại cái phiên bản 2017. Đây các bạn xem, chiếc xe form nó rất là to. Và chiếc xe này mới đi chỉ có 2.6 km. Chủ đi rất là giữ gìn và cẩn thận. Về phần nội thất của xe là được trang bị với là nội thất màu kem, ghế da rất là mới, ghế gần như là chưa có người ngồi, xe được chủ đi rất là giữ gìn và cẩn thận. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với các bạn là sơn zin cả xe, chưa có một vết sơn nào, là sơn nội hay là có một cái lỗi gì mà để là phải tháo ốc hay là chỉnh sửa điều gì. Chiếc xe này hiện nay chúng tại cửa hàng chúng tôi đang chào bán với cái giá là 1.620.000.000 tại cửa hàng của tôi. Chúng tôi rất trân trọng, mong các bạn có thể yêu thích chiếc xe này để qua để đi thử và chiêm ngưỡng chiếc xe trên. Tiếp theo tôi xin giới thiệu các bạn, đây là một mẫu dòng xe cũng là dòng thương hiệu của dòng xe Đức rất là nổi tiếng. Chiếc xe này là một chiếc xe Mẹc E250 được sản xuất cuối năm 2015. Chiếc xe này chủ đi cũng rất là giữ gìn, xe đi mới có hơn 4.000 km. Chiếc xe này là về phần ngoại thất là màu đỏ. Phiên bản này là phiên bản chung của dòng Mẹc cuối năm 2015, chuẩn bị sang 2016 là cái phom bản mới của 2016, nhưng mà thực chất ra là đi không bao giờ để bằng cái lại phom xe của năm 2015 này. Về phần nội thất của xe các bạn cũng có thể
ông quay có thể lia vào cho các bạn xem về phần ngoại thất và cũng như là nội thất của xe, về phần đầu, về phần đuôi của xe. Đây các bạn nhìn chiếc xe này cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe này đến giờ này cũng là về phần sơn của xe đến còn zin đến 99%, phiên bản AMG. Chiếc xe này rất chủ, rất giữ gìn, và cam kết là chúng tôi đã kiểm tra của xe rồi, đã test đủ mọi các thiết bị ở trên xe, là xe không có một lỗi lầm gì, xe không có đâm đụng cũng như không có tai nạn hay là ngập nước gì. Đây về phần nội thất của xe đây. Phần nội thất các bạn xem, ghế rất là, ghế da rất là mới. Chiếc xe này có cả phần cửa nóc, rồi có rất nhiều các cái tính năng, xe rất là đẹp luôn. Chiếc xe này chủ đi rất là giữ gìn, không có đâm đụng va quẹt hay cái gì, hay là bị chảy xước hay là bị sửa chữa gì. Và chủ rất là được bảo trì bảo dưỡng ở tại trong hãng. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán ở tại cửa hàng của chúng tôi là 1 tỷ 050 triệu. Rất mong các bạn có thể qua cửa hàng của chúng tôi để được đi thử và chiêm ngưỡng chiếc xe trên. Tiếp theo tôi xin giới thiệu, đây là cũng là một dòng mẫu xe Merc phiên bản E400 được sản xuất năm 2014. Chiếc xe này chúng tôi hiện nay là đang chào bán với lại cái giá vừa mới lấy về nha các bạn nhé. Xe chúng tôi đang chào bán là với cái giá là 1 tỷ 080 triệu. Xe tôi chưa có rửa dọn gì, cho nó vẫn còn bẩn. Tôi giới thiệu sơ qua cho các bạn biết. Các bạn có cần các cái chi tiết cụ thể, các bạn hãy điện thoại cho tôi, cái số điện thoại là 0968680917. Tôi sẽ gửi tất cả các chi tiết cho các bạn xem. Còn đây là một chiếc xe Nissan Terna màu trắng và nội thất kem, được sản xuất cuối năm 2013. Chiếc xe này cũng một chủ tờ đầu, rất là được đi giữ gìn, là rất là cẩn thận. Xe chúng tôi cam kết là không có đâm đụng, không có ngập nước hay là không có tháo máy gì. Chiếc xe này hiện nay đang chào bán với cái giá là 660 triệu. Rất mong các bạn có thể quan tâm đến xe, hãy gọi điện cho tôi và tôi sẽ gửi các cái thông tin chi tiết của xe cho các bạn tham khảo. Và đây là một chiếc xe Innova được sản xuất năm 2011 với cái giá đang chào bán là giá là 280 triệu. Chiếc xe này là dòng xe phổ thông, giá hợp lý cho các bạn có thể là đi chạy chở người hay là chở những cái công việc gì mà liên quan đến chở hàng hóa nhiều. Tất cả các cái dòng xe này tôi đã giới thiệu, đây là một cái clip 1 của tôi, sau đó tôi sẽ giới thiệu với các bạn clip 2 nữa là vào cái dãy bên trong. Hiện nay cửa hàng của chúng tôi đang có rất nhiều các cái chủng loại xe, rất mong các bạn có thể quan tâm, hãy alo cho tôi để tôi sẽ gửi cho các bạn thông tin chi tiết về các bạn xem. Và đây tôi có một chiếc xe này nữa, tôi lại đang sử dụng đây. Nhìn ông quay giới thiệu, đây là một chiếc E300. Phiên bản này là phiên bản AMG, phiên bản máy V6 các bạn nhá. Phiên bản này rất ít trên thị trường. Merc E300 được sản xuất năm 2013. Phiên bản này rất là hiếm hàng. Chiếc xe tôi cũng cam kết với các bạn là nếu mà đẹp ở trên cái Hà Nội này là không có chiếc nào thứ hai. Đường mới đi được có 9 vạn km. Xe đảm bảo cam kết với các bạn là còn nguyên bản luôn. Giữ rất là giữ gìn và rất là chủ đi giữ gìn và rất là cẩn thận. Chiếc xe này là với đang chào bán với cái giá là 820 triệu. Rất mong các bạn có thể qua cửa hàng của chúng tôi để được đi thử các cái mẫu xe trên. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của tôi. Mong các bạn xem trên cái kênh này, hãy chia sẻ cho tôi để cho các bạn để biết được thêm nhiều các cái kênh chi tiết về các dòng xe. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn.